Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Rất là lâu, hơn một năm, thì Chúa cho tôi có cơ hội, và lần này tôi phải quyết định lắm, thì tôi mới đi. Tôi tin Đức Thánh dẫn dắt tôi đến năm hội thánh của Chúa dân đã sinh ở đây trong cái mùa một thời khắc mà cả thế giới đang hân hoan vui mùa Giáng sinh. Và tôi là một con người trước đây rất là tội lỗi. Đời của tôi mỗi mùa Giáng sinh về thì bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí của tôi và nhắc cho tôi nhớ rằng tôi được như thế này ngày hôm nay đó là nhờ ân huệ của Chúa. Ngày đêm Giáng sinh theo hội thánh truyền thống ấy, thì tổ chức vào ngày 24. Nhưng mà chúng ta biết rằng tôi hứa với lòng của tôi rằng ngày 24 tôi quyết định không ra khỏi nhà. Tại sao? Bởi vì tôi dẫu là con trai của một mục sư nhưng mà tôi hút thuốc, tôi cần xa, tôi uống thuốc tây, tôi tìm cảm giác cho chính. Vì cái đó mà ngày 24 là ngày sinh nhật của Chúa. Tôi nghĩ với lòng của tôi và lương tâm của tôi rằng ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà để ít nữa giữ mình trong sạch một chút. Và tôi đã đánh một cái bọc chính trong ban nhạc. Nhưng người ta biết điều gì xảy ra cho tôi không? Tôi đã đi ra khỏi nhà vì một lý do là cái ghế đánh cái đền bọc nó bị vậy. Và tôi nhờ một thanh niên đi mướn, họ mướn không được. Và họ nói là họ không biết đường ở Tam Kỳ, thôi anh đi. Và tôi giận, tôi la cậu thanh niên lắm địa. Vì vậy tôi nói gì? Chỉ nhờ chúng vậy thôi mà không đi được. Và chúng ta biết rằng bắt đầu ma quỷ đưa lối đến vẽ đường cho tôi. Thế là tôi đạp xe, tôi chạy xuống chỗ mà người ta cho thuê chạy bản thân. Và tôi đã bất ngờ những người bạn cùng hộ cùng thuyền của tôi đang chờ tôi ở đâu. Và tôi đi ngang qua thì các bạn đã chạy ra dựng chiếc xe của tôi lại. Tôi nói không, ta đã hứa với Chúa của tao rồi là tao không có đụng vô bất cứ cái gì trong cái ngày một này hết. Thì các bạn tôi nói gì? Tao đâu có bị mày, tao đâu có bị mày uống đâu, tao đâu có bị giữ mày hút được xa đâu. Mày vô mày chơi, không nói là ngày vui của mày mà. Thế là tôi vào, anh em biết gì không? Tôi vào thấy mấy khẩu cần xa, xe đã rất đẹp để những ly rượu rót bắn ra. Chúng nó đâu có mời tôi đâu. Thế là tự tay bóc lấy, bắt đầu phi. Bắt đầu uống ít ly, uống y một lít. Đến khi tôi coi đồng hồ là 7 giờ, wow, còn có nửa tiếng nữa là xong rồi. Thế là tôi buồn xuống ở chỗ đó, phát cái ghế. Chạy về nhà, má tôi đâu nghe mùi. Má tôi nói là mình sĩ ơi, sao con hứa với Chúa với má rồi là con không ra khỏi nhà, tại sao người con bây giờ nóng nặng như thế này. Tôi nói má đừng nói nữa. Má cho con có thấy chân. Để làm gì, để nhai, nhai cho nó không bóc mùi. Và thật sự càng nhai nó càng hôi. Và những người uống được, tôi xin lỗi là những người uống được thì biết thuật ngữ đó là cho chó ăn chè. Và tôi vào trong cái phòng khám mà tôi móc học để cho nó ốc ra. Nó càng ốc ra thì nó càng kinh khủng cái mùi đó. Và thế là tôi vẫn cầm cự, giả đò như chẳng có gì xảy ra, lên ngồi đánh nhạc. Và MC hứa gì? Giới thiệu chương trình, xin mời hội thánh lắng nghe một đôi ca hát bài Đêm Đông Xưa. Tôi là người dạo chính, tôi vào bài hát phước cho nhân loại. Bay rồi, bay mất rồi, đâu có còn biết cái gì đâu. Tôi dạo bài phước cho nhân loại. Và hai con bài này nó khác nhau, hai ca bài này nó khác nhau. Và cái người nhạc trưởng đến phải vỗ vai tôi. Anh bắt chị không vô được. Và anh tới vỗ vai tôi nói gì? Sĩ, anh tỉnh lại dùm anh đi. Và lúc đó tôi nói xin mình là Chúa ơi, cậu phạm tội với Chúa. Và tôi chạy xuống cái phòng tôi bỏ đánh đờn phớ đó luôn. Tôi cứ nghĩ rằng đêm đó tôi được Chúa cứu nhưng không. Cuộc đời của tôi đã đánh mất cơ hội. Và chút nữa chúng ta sẽ nghe suy tôi chia sẻ tôi hôm nay. Và bây giờ tôi, trước khi nghe lời của Chúa, tôi xin có lời chúc mừng Giáng sinh cho hội thánh. Những dịp mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Tôi xin thay mặt cho giáo hội của toàn mẹ Việt Nam một sự giải cứu những người nhìn trên hình Giáng sinh. Có lời trân trọng kính gửi đến quý thầy đang hội Chúa trong thánh ở đây. Gia chủ là anh Hùng Chị Liên, nơi mà chúng ta đã nhóm lại một năm nữa.
hơn nữa rồi. Hết thảy các phụ huynh của các học viên cũng đang nhóm lại ở đây. Các con cái Chúa rất yêu dấu của Chúa trong phụ thánh. Và lời chúc mừng của tôi đó là cũng chúc cho tất cả những người dân sống tại thành phố Đà Lạt vui hưởng một mùa Giáng sinh tràn đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh và một năm mới bình an. Với câu kinh thánh mà Chúa Linh bảo tôi phải đọc và nguyện lời này như một lời thách thức, như một lời tiên tri cho hội thánh của Chúa Thánh và cho cộng đồng của người dân tại thành phố Đà Lạt này. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca đoạn 1 câu 37. Amen. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Tối chúng ta cùng nhau dỡ kinh thánh ra ở trong phúc âm Luca đoạn 2. Tôi muốn đọc từ câu 1 cho đến câu số 7. Xin mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên để bày tỏ sự tôn trọng Thiên Chúa là Chúa Trời. Luca đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 7. Tôi xin đọc và xin trân trọng kính mời Hội Thánh cùng lắng nghe. Vì đây là những câu thánh rất quan trọng. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân cho cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinio là quan thống đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee đến thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Maria, là người đã hứa dặn cho mình đường có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Maria đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Tôi muốn ta đọc cùng chung với tôi câu số 7. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Xin mời Hội Thánh đồng tham quan. Hôm nay với một thánh lành đặc biệt có chìa khóa trong câu số 7 thì Chúa Thánh Linh cho tôi một cái chủ đề, đó là đừng đánh mất cơ hội. Tôi xin đọc lại chủ đề mà tôi đến thăm một thánh trong mùa Giáng sinh, đó là đừng đánh mất cơ hội. Cái thứ Hội Thánh có những người thành công vì họ bắt lấy cơ hội, và ngược lại có nhiều người suốt đời không thành công. Họ làm cái gì cũng thất bại bởi vì họ không đánh, họ không bắt lấy cơ hội. Bởi vì có câu nói rằng cơ hội đến rồi cơ hội đi. Nếu ta bắt lấy cơ hội thì cơ hội sẽ ở lại với chúng ta. Amen. Và nếu ta không nhanh nhẹn bắt lấy cơ hội thì cơ hội sẽ từ bỏ ta và đi. Và có rất nhiều người đã từng khóc khi tôi tư vấn họ. Họ nói gì? Giá gì là những con trò của tôi? Giá chi lúc đó con nghe lời bố? Cái con trò rất là ngông vì thật sự nó đáng thương. Tôi thương những con người đó. Tôi thương những tội nhân. Tôi thương những con người chưa thành công. Tôi thương những người chưa đạt thắng. Bởi tôi biết rằng cuộc đời họ trước khi đi chưa tin Chúa thì họ đã từng chơi ma túy. Họ sống tập trung trong tội lỗi và quyền lực của tội lỗi đã kiến tạo bản chất trở nên xấu hơn, tồi tệ hơn trong họ, phải không ạ? Có ai sống trong tội lỗi mà tốt hơn không? Không có. Anh chị tôi đi, không ai sống trong với tội lỗi càng ngày trở nên một con người thiện hảo, trở nên một con người đầy dạy tâm đức, trở nên một con người tốt hết, không có. Nhưng mà con người sống trong tội lỗi càng ngày càng tồi tệ hơn. Và thế giới này người ta dùng cái từ gì? Tội lỗi được ví như là vũng bùn, phải không ạ? Có phải không ạ? Càng quậy càng luôn, có phải không? Càng quậy, càng dùng sức riêng của mình để bước ra khỏi cái vùng đó, càng luôn sợ. Đức Quy là một tác giả bài hát, tất cả có thể biết, đó là rồi một vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi. Và tôi có nghe Đức Huy được phỏng vấn tại sao anh lại viết một bài hát rất hay như vậy. Và anh ta kể rằng anh là một người vượt biên.
và thế là anh sống lên đất ở hải ngoại. Anh có khả năng về hát, nhưng mà anh cảm thấy rất là chán nản. Bắt tối đi hát những quán bar, những showbiz, nhưng rồi rượu, rồi cái uống, tất cả mọi cái. Anh đi về và nhiều lần anh nhớ quê hương, nhớ người thân, anh bật khóc. Và anh đã chia sẻ rất là thật đó, anh khóc bởi vì cuộc đời của anh á, nhiều người tôn trọng anh, nhưng mà khi anh đi về phòng của anh ở đó, anh thấy con người thật của mình được lộ ra. Mấy người trong chúng ta đã từng thấy con người thật của chính mình khi một chỗ thanh vắng, khi một chỗ không ai có mặt ở đó, và chúng ta ngồi đối diện với lương tâm của chính mình, đối diện với đấng tối cao, và chúng ta thấy rằng con người của mình sao ghét ở mức độ như thế này. Tại sao mình là con người mà mình làm những việc đại ác như thế này? Tại sao mình là con người mà mình là cái ngòi nổ, như một cái ngòi quả bóng nổ chậm nổ trong gia đình của chính mình? Từ hôn nhân, từ hôn nhân, chuyện tình cảm đến chuyện làm ăn, phải không? Chúng ta thấy có nhiều lĩnh vực. Và điều tôi muốn nói, trong công tác thuộc linh của mày, có những người đã đánh mất cơ hội, đã không biết Chúa đã từng thăm viếng mình để cứu cuộc đời của mình như thế nào. Chúa Giêsu đã đứng trước Jerusalem, một thành thánh, một thành mà dân Israel rất tự hào về thành đó. Họ cứ cao đầu khi đi ra với thế giới này, bởi vì họ có thành Jerusalem, phải không? Là thành của vua bình an. Trung Quốc người ta tự hào về bức tường thành, phải không ạ? Có phải không? Rồi Ai Cập thì người ta tự hào về những tháp kim tự tháp, có phải không? Jerusalem đi ra, dân họ ngước cao đầu bởi vì họ có thành mang một cái tên Jerusalem, đó là thành của vua bình an, làm bằng những loại đá mà không có một cái thành nào, không có một cái nhà nào, không có tỷ phú nào thì xây bằng những cái loại đá như Jerusalem cả. Nhưng mà tôi đứng trước thành Jerusalem nói gì? Hỡi Jerusalem, đã nhiều phen ta túc ngươi như gà mẹ túc con mình dưới cánh. Anh biết là khi nào con gà mẹ sẽ túc để cái con gà con túc vào cánh? Đó là khi con gà mẹ nhìn thấy diều hâu, nhìn thấy chim cắt, nhìn thấy đại bàng, nhìn thấy chim ưng, là loài những loài chim săn mồi, phải không ạ? Và nó bắt đầu túc. Thế là những chú gà con chui vào cánh của nó, và không một con chim nào dám đối diện với con gà mẹ, không một con chim nào. Ngày hôm nay con cái của Chúa không vậy. Tại sao con là một người hầu của Chúa Trời? Tôi luôn luôn đặt câu hỏi với Chúa: Chúa ơi, tại sao họ đi nhà thờ mà cuộc đời họ gặp khó khăn? Tại sao họ tin Chúa rồi, họ kính thờ, họ trung tín, mà con lòng con đau lắm, bởi vì con không thấy họ thật sự được phước. Tôi dám nói với hội thánh của Chúa rằng tôi có linh hồn. Tôi hỏi Chúa không vì bất cứ điều gì, đó là vì tình yêu của Chúa để cứu độ, biến đổi những con người tội nhân trở thành con người đắc thắng nhờ Chúa Giêsu Christ. Và sau khi được cứu, họ không phải những người bình thường, mà họ trở thành những con người phi thường cho phúc âm của Chúa. Amen. Amen. 27 năm, tôi làm một cuộc này, tôi bước vào năm 28, mà tôi đã quá thấy quá nhiều. Trước đây nó người nghĩ phải đổi điều gì đó, cái chuyện gì khó lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta nhanh nhạt phải không? Toàn đất nước Việt Nam hơn 50 trung tâm giống như cái mô hình của chúng tôi, và nhiều đầu trộm nó cứ như có người có một quá khứ rất là xấu đã được biến đổi bởi tình yêu của Chúa Trời. Và tại sao được biến đổi? Đơn giản lắm, họ đã bắt lấy cơ hội, phải không? Amen. Họ đã bắt lấy cơ hội. Và tại sao còn có những con người chưa được giải cứu? Đơn giản lắm, bởi vì họ đã đánh mất cơ hội. Và tôi đã từng tư vấn và nhiều cậu trò trước mặt tôi và khóc thật rất là đáng thương. Đó là gì? Hai lúc đó, một năm, hai năm, ba năm về trước, bốn năm về trước, tôi nghe lời bố thì cuộc đời con không đến nỗi như ngày hôm nay.
Nhưng mà tôi cũng nói câu trọng là gì? Nhưng mà trong Chúa Jesus Christ không gì là quá muộn. Amen. Nếu con quyết định, Chúa vẫn yêu con. Nhưng cái vấn đề ở chỗ đó là chúng ta nhìn vào câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu mà tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ cho năm 2023 này. Tôi là một mục sư nghiên cứu năm rất rõ. Những cái gì tôi cũng đi giảng và tôi nghiên cứu rất rõ. Trong Cựu Ước là cuốn sách nói về tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đúng không ạ? Anh nào là sẽ có một cái đầu tiên sinh một con trai, người ta sẽ gọi là Emmanuel. Rồi có là tiên tri là thần David sẽ sinh cho các ngươi một vị tướng vào mà. Có phải không ạ? Nhưng không có một lời tiên tri nào nói rằng Chúa Giêsu giáng sinh trong máng cỏ chủ nhiệm. Em có để ý điều này? Thế thì tại sao câu số 7? Câu số 6 thì nói rằng là đang khi hai người đó là Maria và Joseph không ạ? Ở tại cái thành thì đến khai, đó là khai kê khai hộ khẩu đó. Không ạ? Ông Caesar Augustus là một vị vua người La Mã. Ông đến một ca trị Israel. Và bây giờ ông rất là khét dân cho Thái nhân. Hãy nên nghĩ điều này. Cho nên ông lập cái sổ dân này. Ông bắt người ta bắt đầu đi kê miên hoặc kê khai. À, để gì? Ai là dân cho Thái? Hãy nên nghĩ điều không? Ai không phải là dân cho Thái? Và cái nói chứ nó rất rõ nhìn câu 4. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thần Nazareth, xứ Lê Lê, đến thần David gọi là bên thêm xứ Dô Đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary. Thưa các anh, amen. Amen. Anh em, trước khi tôi nói đến mức độ cũng có thực em xưa này, ai là người đang ở trong một thành phố sáng này dám nói với thế giới rằng chúng ta là dòng dõi của Chúa? Nếu như có một sự kê khai, không ạ? Giống như vua Caesar Augustus này trong chiếu chỉ bây giờ lập ở cái phường này, thành phố này bao nhiêu người tin Chúa Giêsu thì ai là người dám ghi vào tôi Nguyễn Thành Hiển là tôi là gì tôi nữa là tôi là Bích Tý là có tông đầu ý hợp với Bích Tý rất tâm hồn đồng bộ tâm hồn và tôi nói để chúng ta để ý. Có nhiều người làm căn cứ công dân khi hỏi tôn giáo là gì không dám nói mình là người theo Đức Thánh. Thế thì chúng ta này, Joseph không phải là người hèn nhát. Thưa tất cả chị, amen. Joseph không phải là người hèn nhát. Nhưng ông sẵn sàng cho Augustus biết dù đó là vua, amen, có thể giết ông đó. Nhưng ông cho vua Augustus biết rằng ông là dòng dõi David. Tôi hỏi anh em, chúng ta dòng dõi Chúa Giêsu tự hào không? Amen. Chúng ta tự hào không? Amen. Ô, người ta nói là này, đi chọn dâu phải lựa chồng. Thì đụng đến người Huế và đụng đến dòng họ tôn nữ thì quá wow, cái này là dòng dõi vua rồi. Họ quý lắm. Nhưng bao nhiêu người nghe tôi chia sẻ tối hôm nay và ta biết rằng chúng ta là dòng dõi của vua Giêsu. Amen. Chúng ta có tự hào điều này không? Amen. Chúng ta đi ra công ty, chúng ta ra chợ đến Đà Lạt, ai đó thấy đi nhà thờ, đâu có đâu, tôi đâu có đi đâu, tôi thấy rõ ràng chị đi mà, tôi đâu đi đâu, thấy rất nhìn nhầm đó còn nói gì, người giống người. Và sau khi họ bỏ mình rồi, mình cũng thấy mình xấu hổ lắm. Chỉ chút như vậy thôi mà mình không dám thừa nhận mình là con cái của Chúa thì mình làm cái gì? Khi chúng ta nói chuyện này, Chúa nói với tôi, chúng ta nói với mình con ạ, con đừng bỏ qua chỗ này. Anh em, chúng ta phải có cái sự tự hào, mình là con cái của Đức Chúa Trời. Amen. Con ông trời mà chúng ta xấu hổ sao? Con ông trời mà mình xấu hổ sao? Trước đây tôi là cái thằng rất là tồi tệ, có mục sư mà làm xấu chức vụ của ba tôi. Nhưng sau khi tôi được Chúa biết nỗi và Chúa cho tôi đi vì làm con của Chúa Trời thì tôi nói đến rằng tôi tự hào bởi vì mình là con cái của một Đức Chúa Trời. Amen. Tôi vui lắm đấy. Tôi vui lắm đấy. Và điều thứ hai muốn chia sẻ cho anh em tôi thấy khi Ngài sinh ra đây, Ngài sinh ra đây
Thì tôi tin tấm lòng của Joseph là người rất yêu vợ của mình, vợ hứa của mình, phải không ạ? Amen. Và Thiên sứ đã báo đó là Joseph đừng sợ, đừng có ngại lấy Maria làm vợ, phải không ạ? Vì con trai ở trong bụng đó là con của Đức Chúa Trời. Và ông đã đầu phục, vượt qua sự xấu hổ của dòng dõi, phải không ạ? Bạn gái mình bây giờ mang thai, hàng xóm sẽ nghĩ gì? Ố, hai đứa này ăn cơm trước cản rồi, có phải không? Vì cái đó mà ông toàn đem đến nhẹ Maria. Ông cũng sợ và lây, nhưng mà khi Thiên sứ báo cho ông biết rằng là con trẻ ở trong bụng Maria là con của Đức Chúa Trời, ông đã không ngần ngại chấp nhận cái sự sỉ nhục này để đưa Chúa Giêsu vào đời. Và trong cái đêm ở cái tại thành David đó, tôi tin rằng giống như ngày hôm nay ở là thành phố Đà Lạt, đó là dân mọi nơi tới sự đổ về đặt đông vì du lịch, phải không ạ? À, tối thứ sáu này, ngày mai thứ bảy này, chủ nhật rất đặt đông, rất đông đúc. Và các vợ chồng Maria và Joseph đi đến thành David, tất cả các phòng trong nhà hết, tất cả nhà trọ không còn chỗ nữa, phải không ạ? Và cái nói chứ nói gì? Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong bát cỏ. Và cái lý do trả lời là tại sao sinh trong bát cỏ? Bởi vì nhà quán không đủ chỗ ở, nhà trọ không đủ chỗ ở, khách sạn không còn chỗ nữa. Nhưng Chúa nói với tôi rằng, cho đến của Chúa mặc khải cho tôi rằng, đúng là nhà trọ hết chỗ, nhưng mà Chúa nói là vẫn còn một chỗ, đó là cái phòng của vợ chồng chủ nhà trọ. Chúng ta tin được không? Chúng ta tin được không? Vẫn còn cái phòng của chủ nhà. Amen. Và chủ nhà trọ đã không hề hay biết rằng em bé chuẩn bị sinh ra là Christ, là Chúa, là Giêsu. Amen. Amen. Chủ nhà trọ đã không hề hay biết, cho nên ông đã đánh mất cơ hội mở cửa nhà để Chúa hạ sinh. Cho con nghe chị amen không ạ? Amen. Chị amen không ạ? Thì tại đây lúc này tôi kêu gọi hữu thần của Chúa. Như là câu chuyện của tôi khá để cho chương trình nhóm lại của hôm nay, đó là chúng ta hãy giữ mùa Giáng sinh phải có ý nghĩa. Chúng ta giữ Giáng sinh mà Chúa có thật sự đang ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Đừng giữ Giáng sinh mà không có Chúa trong cuộc đời của chính mình. Chúa Giêsu Giáng sinh ra không phải để ta tổ chức khách đi birthday cho Ngài, rồi mua cho Ngài cái bánh, rồi chúng ta nấu cà ri, chúng ta nấu lẩu, rồi chúng ta tập trung lại chúng ta ăn, rồi vô, rồi ra, rồi hút thuốc, rồi bay, rồi này. Không, Chúa Giêsu đã giáng sinh một lần để cất tội lỗi thế gian đi. Chứ không phải giáng sinh để rồi chúng ta tiếp tục sống tội lỗi. Cho nên tôi thôi, thì hôm nay Chúa nói với tôi rằng có rất nhiều con người đã bỏ cơ hội. Đáng lẽ chúng ta được thay đổi từ lâu rồi, anh em. Nhưng mà chúng ta đẩy Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của chúng mình, và chúng ta để tư dục của sự thiện ác đi, cái sự cám dỗ về tâm trí của mình không được kiểm soát, và chúng ta đẩy nó quan bì. Lời của Chúa nói gì? Đáng lẽ anh em làm thầy từ lâu rồi, nhưng tại sao ngày nay vẫn còn đòi uống sữa? Anh em nói về sữa là cho đẹp baby. Amen. Cho children. Amen. Cho những người yếu. Có phải không? Có các chú ngày nay tin Chúa rồi, lâu rồi, nhưng vẫn thích mặc tả. Họ tin Chúa 30 năm rồi, đã tin Chúa 5 năm rồi, nhưng vẫn thích mặc tả, vẫn thích uống sữa. Tôi nói ở cái phần này, mùa Giáng sinh đến, tất cả thế giới đều phải mặc trưng bày Giáng sinh để có một cái máng cỏ, phải không ạ? Có phải không ạ? Để có một máng cỏ. Nhưng Chúa tôi là đừng bao giờ tin rằng em bé vẫn còn nằm trong máng cỏ. Là việc ta tổ chức Giáng sinh, Chúa Giêsu của chúng ta,
là vua rồi, thôi còn là bạn bè nữa. Amen. Chúa Giêsu là vua, không vua Chúa Giêsu đã đánh thắng Satan, ma quỷ, tội lỗi, sự rủa xả, ngài đã đứng vào trong cơ thể của chúng ta. Amen. Ngài là Chúa quyền năng. Amen. Hãy giữ nhân sinh như vậy. Đừng như bài hát gì, đêm nay đây, đêm nay đây, Chúa Giáng sinh. Trong cái thánh không có nói rõ ngày nào Chúa Giáng sinh cả. Trong cái thánh cũng chẳng nói rõ tháng nào Chúa Giáng sinh cả. Trong thánh chẳng nói năm nào Chúa Giáng sinh cả. Về chúng ta chỉ biết rằng đêm Giáng sinh thì có người, các nhà khoa học đã lấy cái đêm đó chia đôi vào lịch sử và có trước công nguyên và sau công nguyên mà thôi. Anh em, chúng ta đừng thần thánh, đừng tôn thờ ngày 24 tháng 12. Tôi không có quá khích là chúng ta không nhóm lại để mừng Chúa Giêsu như những dị giáo khác, như những người quá khích khác. Chúng ta ngồi lại để nhắc nhở nhau, Chúa Giêsu đã giáng sinh. Amen. Và Ngài đã là một con người, và không phải chỉ là một con người bình thường, nhưng Ngài sẵn sàng bị đánh, bị đập, bị tội lỗi của tôi và em. Amen. Và Ngài không có chỉ đánh, bị đập, bị tội lỗi chúng ta mà thôi, Ngài còn bị giết vì các tội lỗi của tôi và em nữa. Chúng ta thấy không có một giáo chủ nào họ có thể viết kinh kệ, họ có thể lập hệ phái và có nhiều môn đệ đi theo họ. Nhưng chúng ta cứ thẳng thắn bằng nói, đó không một giáo chủ nào bằng lòng chết để tội cho nhân loại ngoài Chúa Giêsu yêu dấu. Amen. Chúng ta có mừng vì đó không vậy? Amen. Trong thánh có một câu, Chúa chết để cho chúng ta được sống. Đáng lẽ tôi chết từ lâu rồi, nhưng mà Chúa Giêsu đã chết để cho tôi sống ngày hôm nay. Amen. Sống như thế nào? Không phải là ăn mà sống, không phải sống mà làm cho Chúa buồn rầu, gia đình tôi mệt mỏi, các trường nữa, nhưng tôi sống làm rạng danh Đấng đã cứu tôi. Amen. Amen. Và tôi sống để đưa nhiều người khác đến với Chúa Giêsu qua chính cuộc đời của mình. Như vậy anh em, tôi kêu gọi lại một phần này, có ai đã đi biết Chúa đâu rồi? Chúng ta biết Chúa đâu rồi? Chúng ta có thể hát thánh ca, chúng ta có thể thuộc lòng kinh thánh, chúng ta có thể nói về Chúa tuyệt vời lắm. Nhưng điều đó không nói chúng ta là ai cho đến khi Chúa ở trong chúng ta. Vì kinh thánh Chúa nói gì? Vì đã ở trong các con là lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Cho đến khi nào đóng ở trong các con, đó là chính Chúa Giêsu mà Satan nó biết rất rõ là nó đã bị Ngài đánh bại nên và đóng đó ở trong con và anh em. Chúng ta không còn sợ hãi bất cứ một người lực nào. Còn nếu chúng ta chỉ là người đi theo đạo, thì tôi nói em rằng ma quỷ không sợ cái người đi nhà thờ. Có ai nghe này không? Ma quỷ không sợ người đi nhà thờ, ma quỷ không sợ người cầm cuốn kinh thánh. Mà lời Chúa không có trong này. Có những người cầm cuốn kinh thánh nhưng mà lời hay là cái sống của họ không có trên nền tảng của kinh thánh. Có nhiều người đến nhà thờ nhưng vẫn còn vẫn đi đến với Chúa. Chúng ta hát bài hát gì? Giêsu con yêu Chúa chính Ngài. Nhưng mà suy cho cùng, chúng ta hát có chừng đó là đổi Chúa Trời. Chúng ta vẫn yêu Chúa nhưng mà chúng ta vẫn đi đến với thế gian. Chúng ta vẫn yêu thế gian này, phải không ạ? Giống như người chồng, người vợ hỏi anh có yêu em không? Người chồng nói sao em cứ nghi ngờ anh hoài vậy? Anh em biết rằng anh yêu em mà. Và người chồng hỏi, người vợ hỏi là anh yêu em không? Người chồng nói anh yêu mà. Nhưng mà nói là nói, nhưng sau lưng vợ của mình họ có thể đi với một người phụ nữ khác mà người vợ không hề hay. Chúng ta cũng vậy. Chúa không muốn chúng ta đi đêm với ma quỷ này, này. Đúng không ạ? Chúa không muốn chúng ta nói yêu Chúa mà yêu thế giới này. Chúng ta không thể đi hai hàng như vậy được. Một và trong một thôi này. Hơn 30 năm tôi gặp với Chúa, tôi càng đi với Chúa, tôi càng say mê Ngài nhiều hơn. Đến nỗi tôi có cơ hội, ở đây nhiều người biết, tôi có cơ hội để định cư tại Mỹ. Nếu tôi ở lại nhà, tôi có thể sanh rồi. Nhưng mà tôi đã biết được một điều, Chúa kêu gọi tôi cho Việt Nam. Và hai vợ chồng từ bỏ trở về Việt Nam để sống. Đối với tôi có một câu nói,
ở đâu không quan trọng, ở Mỹ không quan trọng, Hàn Quốc không quan trọng, Thái Lan cũng không quan trọng, Pháp cũng không quan trọng. Quan trọng là nơi chúng ta ở có Chúa ở với chúng ta hay không. Đó mới là quan trọng ngày nay. Đó mới là quan trọng. Và khi Chúa ở trong chúng ta rồi, chúng ta đi đâu Chúa ở đi với chúng ta. Chúng ta làm cái gì Chúa sẽ ở với chúng ta, và chắc chắn chúng ta được cái chân ăn phục. Câu thứ nhì chúng ta đến với Danh đoạn 1 câu 11. Danh Phúc Âm Danh đoạn 1 câu 11. Tôi xin đọc. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Tôi đọc câu thánh này đau lắm đi. Đau lắm. Câu này sứ đồ Giăng là một đệ tử của Chúa, một sứ đồ, là một người đánh cá. Ông được mặc khải, ông viết lá thư này bằng tiếng Hy Lạp để cho người Hy Lạp biết. Đó là dân sinh, dân Châu Thái đã khước từ Chúa Giêsu. Vì đó mà ngày nay chúng ta thấy ai đi Jerusalem rồi đó, chúng ta đang có một bức tường và bức tường than khóc. Đó là ngày nào các người Pharisee, những người mặc áo đen dài và họ đội cái mũ màu đen vành lớn đó, họ đến vào đứng trước kính tướng bức tường đó, họ cầm cái cung kính chủ ước, họ cứ như thế này đó, họ cứ như thế này, họ làm gì không, họ cầu nguyện đó là xin Đức Chúa Trời thương xót dân của Ngài và sai đấng Messiah đến. Cái niềm tin của em là Chúa Giêsu có phải là đấng Messiah không? Amen. Có phải là đấng Messiah không? Amen. Ngài là đấng Messiah và Ngài đã đến hơn 2000 năm rồi. Nhưng mà dân Châu Thái là dân của Ngài. Ngài mới bằng bức đứng trước cái bức tường đó cứ như thế này. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Em, Chúa nói với tôi trong giờ suy gẫm chiều nay ở trong phòng riêng. Chúa nói là có nhiều con cái Chúa ngày hôm nay, Chúa đã đến bên cuộc đời của họ rồi, nhưng họ đã không nhận lấy Chúa. Chúa đã đến cuộc đời của họ rồi, nhưng mà họ không nhận lấy Chúa, làm Chúa, làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Amen. Họ vẫn chọn thú vui, họ vẫn chọn lạc thú, họ vẫn chọn ý riêng. Amen. Họ vẫn chọn của cái vật chất đời này. Bao nhiêu người, tôi làm công tác này 28 năm đấy, tôi chưa bao giờ thấy người nào làm cái ý riêng mà thành công cả. Tôi chưa bao giờ thấy. Trước sau đi rồi cũng ngã trở lại, trước sau đi rồi cũng bố hơi. Xong đời con rồi. Tôi nói sao vậy con? Dạ xong con rồi, xong con rồi. Có những cầu trò tôi cũng còn thấy họ trên đất này. Và đối với tôi đang giảng cái sự nghiệp, tôi đừng đánh mất cơ hội. Có một sự gì, nếu bạn gật đầu với Đức Chúa Trời, bạn sẽ thành công. Nếu bạn lắc đầu với Đức Chúa Trời, bạn sẽ gặp cái nhiều điều đau khổ. Thế tôi muốn kêu gọi ở chỗ này, nếu nói về thời gian chúng ta tin Chúa, ta biết Chúa lâu rồi phải không? Phải không ạ? Tôi trân trọng điều đó. Một cái nỗi đau của tôi, hãy cho tôi chia sẻ cái điều này từ trái tim của tôi. Chúng ta đã thực sự nhận Ngài chưa? Giống như người nữ nhận một người ông làm chồng, thì người nữ đó biết chắc một điều rằng không bao giờ đi đến với một thằng khác. Tôi nghe chưa mấy? Giống như một người nam nhận một người nữ làm vợ, thì mấy? Amen. Thì người nam biết chắc một điều rằng không bao giờ họ phản bội người nữ này. Đó là nhận ra. Amen không ạ? Là sống với nhau. Thì những ngày qua chúng ta có sống với Chúa không? Hãy đến phòng nhóm, đến nhà thờ, thì chúng ta hát thánh ca, chúng ta sống với Chúa ở đây. Thì bước ra khỏi cửa phòng nhóm này, chúng ta lấy xe chúng ta về, chúng ta sống tất cả bóng phở và kêu một ly rượu giữa thời tiết lạnh ở Đà Lạt, mình làm một ly cho nó ấm. Rồi lạnh quá cũng chưa đủ, mình làm một khẩu cho nó ấm. Anh em, như vậy ta gọi là sống với Chúa này nè. Amen. Chúng ta không phải sống với Chúa như đó, đó còn là chúng ta nhận lại. Giống như một người nam nhận một người nữ làm vợ, họ bắt đầu sống với người nữ đó. Ban đêm họ cũng sống, ban ngày họ cũng sống. Amen.
vui họ cũng sống, buồn họ cũng sống. Amen. Làm ăn thất bại họ cũng phải sống với người đó. Amen. Không phải là vui thì sống, buồn thì bỏ nhau, có. Và tôi và em thực sự là sống với Chúa như vậy chưa? Nếu thực sự chúng ta chưa sống đúng như vậy đó, thì tôi và em chưa nhận Ngài là cứu Chúa cuộc đời của mình. Chúng ta vẫn bỏ Ngài bên lề cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn chọn lạc thú, chúng ta vẫn chọn dục dục, chúng ta vẫn chọn tư dục của xã hội, chúng ta vẫn chọn những cái điều mà đã từng làm cuộc đời chúng ta đau khổ. Và Chúa cho chúng ta trong câu 12. Câu 12 là Ngài đến trong xứ mình, sống chân mình không hề làm vậy. Khước từ Ngài. Giống như chủ nhà trọ đủ biết vợ chồng Joseph đang phải không? Phải không ạ? Và không có chỗ để, không có chỗ đặt em bé sơ sinh. Chính họ buộc phải đặt Chúa Giêsu lúc sinh ra đó trong máng cỏ nơi chuồng bò phải không? Anh em hãy tin Chúa Giêsu như một vị vua, xin đừng xem thường Ngài nữa. Amen. Tôi càng nghĩ với Chúa càng tôn trọng Ngài, càng đi với Chúa càng yêu Ngài nhiều hơn. Và khi tôi thấy một cậu học trò bắt đầu sống cho Chúa, họ bắt đầu thay đổi. Thôi đừng sống chỉ có một ngày, đừng có sống với Chúa 5 ngày khi cầu nguyện và bước ra 5 ngày đó là vẫn là một con người cũ như cẩn, là vẫn như cũ như không. Hãy là một con người sống với Chúa vì nhận lấy Ngài cho cuộc đời của mình rồi. Amen. Amen. Mình nhận Ngài như thế nào, mình sống cho Ngài đó. Tất cả đây cầu nguyện thế này này, khi cầu tin vào Chúa là bây giờ con mở lòng con ra mà đó. Con bằng lòng mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của con. Amen. Làm gì ạ? Làm nô lệ hay là làm chủ? Chủ. À, tất cả đều nói con mời Ngài làm chủ đúng không ạ? Nhưng mà mấy ngày qua chúng ta dắt Chúa đi chỗ mặt luôn. Chúa nói ta chạy theo con, ta mệt quá rồi con ơi. Ta chạy theo con, ta quái quá rồi, ta mệt quá rồi, con chạy quá rồi, mà con chạy nó đi. Hãy buông bán cái này, buông bán cái kia, hãy làm ăn cái này, làm ăn cái kia. Mà con chẳng bao giờ con vâng lời của ta gì cả. Và thế là khi chúng ta thất bại, nó đi Chúa đâu, tại sao Chúa mang phúc cho con? Là cái nỗi đau của mình đó là mình luôn luôn thích trách móc Chúa. Trong đó mình sống chẳng ra không đúng đời của Chúa trời dạy cho chúng ta. Chúng ta đẩy Chúa ra anh em. Tôi nói các học trò của tôi có thể hiểu một này. Các trung tâm khác muốn không biết họ như thế nào, nhưng các con không được phép thay đổi khải tượng của trung tâm gia đình tại sân. Bắt chúng ta một sư đến đầu chiến một số lớn thánh học, tất cả các hội thánh một vụ danh tại sân, các con phải tôn trọng cái khải tượng Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của đó là điều chỉ có người làm không được, Đức Chúa Trời có quyền làm được. Và có những người đang tôn trọng và thấy những điều của Chúa xảy ra, thế thì chúng ta nhìn thấy câu 12 lời cho anh chị dân sẽ bắt đầu đẩy rồi đó. Bây giờ chúng dành câu này cho người Việt Nam này, nhưng thì ai đã nhận Ngài, đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài. Ta đem dân thánh thì khước từ Ngài, chủ nhà trọ khước từ Ngài này mẹ. Nhưng tối hôm nay tôi và em đừng đánh mất cơ hội. Có thể để năm tháng qua chúng ta chưa nghe giảng sinh này, và chúng ta sống chúng ta cứ đẩy Chúa ra, chúng ta cứ đẩy Chúa ra. Sự khôn ngoan con người quy hiểm lắm anh em. Ba vua thấy ngôi sao phải không ạ? Không phải không ạ? Từ phút đông họ nhìn thấy ngôi sao, vì họ là những nhà chiến tinh, họ thấy ngôi sao, họ biết rằng có một đấng cứu thế rồi. Thế là ba ông lên lạc đà đi từ thế Ấn Độ, ồ xa lắm, đi đến Jerusalem. Ban ngày họ vẫn tập trung vào sự cảm giác của ngôi sao, ban đêm thì dễ thấy hơn. Họ thấy là họ đi vượt trùng khơi, vượt sa mạc, vượt đồi, vượt núi để đi theo sự cảm giác của ngôi sao ạ. Nhưng mà tập trung để ý. Nhưng khi đến lại thành Jerusalem thì còn đôi ba bước nữa thôi gặp đấng cứu thế ạ. Nhưng họ không lõi, họ không còn nhìn ngôi sao nữa, họ dùng cái trí óc của họ vào gặp vua Herod phải không ạ? Có đúng như vậy không em? Họ nói rằng là dạ thưa vua, muốn tâu bị hạ, vua Giuđa mới sinh ở đâu?
hỏi một ông vua đang trị vì, rồi hỏi ra ông vua đó là vua Giu-đa. Con gà nó hát tiếng gái mà. Chúng mày xóa bói thôi, vua Giu-đa nào? Điều tập tất cả tướng lĩnh lại, tất cả những tiên tri lại, hỏi ra mà vua Giu-đa sang đâu? Tất nhà thông thái mở sách ra, ở tại thành Bê-lê-em này này. Và bởi cái sự khôn lanh của bác sĩ đó mà rất nhiều trẻ em từ hai cổ sát xuống này như trên. Tôi nói như này, chúng ta phải tập trung. Tôi kêu gọi trước khi những phụ huynh, nếu muốn con mình được thay đổi, xin các phụ huynh đừng học cái thất bại của ba vua. Đó là chúng chẳng ta đi nhiều năm tháng rồi amen. Còn chúng ta hãy tập trung vào sự nghiệp của Chúa tinh khôn và nghĩ rằng bây giờ mình không cần ánh sáng nữa. Tôi hỏi cho khách, chúng ta thấy lạ không? Tôi phấn đấu vượt trùng khơi, vượt đồi núi, đủ các loại thời tiết nó rất khắc nghiệt, phải không ạ? Họ đi theo sự nhắc một ngôi sao. Nhưng khi tới thời như xoay đồ là nơi mà Chúa giáng sinh này này, họ lại không còn như là ngôi sao nữa. Họ bắt đầu tin vào sự khôn ngoan của Chúa. Và chính sự khôn ngoan đó đã giết con cháu của họ, phải không ạ? Mà mày, tôi muốn nói này, xin các phụ huynh đừng chặt tôi. Đó là chúng ta hãy bày tỏ đức tin của mình một cách nghiêm túc với Chúa. Chúa là Chúa của tình yêu, Chúa của lòng thương xót, amen. Chúa của những phép lạ. Tôi không bao giờ tin nhầm một người hết lòng với Chúa mà Chúa không bao giờ nghe tiếng kêu gọi của ngài. Tôi không tin. Amen. Có hai loại học trò, một loại học trò tự cầu trò ý thức và vươn lên. Nhưng còn cái học trò thứ hai đó là họ bắt đầu nhìn. Nhìn vào gia đình của mình, con gia đình của mình thật lòng tin Chúa không? Và nếu không thật lòng, đứa con nó bước không chắc. Và tôi là một mục sư, làm công việc 28 năm. Ít nhiều gì tôi có từng trải và kinh nghiệm. Cho nên tối nay, tôi kêu gọi Hội Thánh của Chúa. Đừng đánh mất cơ hội. Và tôi báo cho một cái tin rằng dù trong quá khứ, có thể ngày qua tôi đánh mất cơ hội. Tối nay chúng ta nghe sự việc này, xin đừng lầm nữa. Và nói với Chúa, để cho con một lần nữa nha, con đánh mất Chúa một lần nữa. Rồi con làm thế đi, con một lần nữa. Rồi hằng ngày nha Chúa, hằng ngày con làm vấn đề này đi. Tối nay con làm một vấn đề này đi, rồi ngày mai tính Chúa. Tối nay con làm một con số, rồi ngày mai con mua đồ trang trí nơi nhóm lại. Con mời Hội Thánh đến ăn. Đừng anh em, hãy quyết định hôm nay, vì lời của Chúa phán rằng kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày của sự giải cứu. Sự việc này mang chất lời tiên tri. Nếu chúng ta bắt đầu nghe lời của chúng ta, nhìn thấy chủ nhà hội đã đánh mất cơ hội tiếp nhận đấng cứu thế, amen. Amen không ạ? Và nhìn hai người vợ chồng quê mùa Nazareth, Joseph và Mary, nghèo nữa, trên không chỗ này không có. Mấy lá ngoài đường kia kìa, ở đây không có hết phóng rồi, hết chỗ trọ rồi. Nhưng họ không biết rằng nếu họ chụp lấy cơ hội, amen, thì họ sẽ được nơi cho nó trải tuyệt vời. Đó là nơi đã đón Chúa Giê-xu. Amen. Ôi hôm nay chúng ta nhìn vào lời của Chúa. Dân của Chúa đã cướp từ ngày. Những vua, nếu ai, tôi hôm nay cái chữ ai, nhưng hay ai là từ chỉ trích là cá nhân. Nếu tôi, ai đó là tôi, amen. Và tôi đã nhận Ngài một lần đủ cả trong cuộc đời của tôi. Và bắt đầu từ đó mấy chục năm trời này, Chúa là chủ cuộc đời của tôi. Chúa là đấng Messiah cuộc đời của tôi. Chúa là cứu Chúa duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi có nặng nề vậy, tôi có khó khăn vậy, tôi có nhiều áp lực giống như quý vị vậy. Tôi cũng đối diện với nhiều nan đề giống như quý vị vậy. Tôi cũng đối diện với sự chết giống như quý vị vậy. Nhưng tôi không bị trúng đâu, bởi vì tôi biết rằng đấng đã thuộc giáng sinh, bây giờ là vua, đấng đó đang ở trong tôi. Amen. Amen. Vì cái đấng sứ đồ chẳng đó là đấng ở trong các con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. Cái đấng con đó là đấng ở trong bán cỏ lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Nhưng mà Chúa nói là đấng ở trong các con. Chúa đã bước ra khỏi bán cỏ để bước vào cõi lòng của tôi và anh em.
Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá và Ngài cũng bước xuống khỏi thập tự giá. Cho tôi nghe amen. Ngài chịu chết, chịu chôn và Ngài sống lại để bước vào cuộc đời ai đó để chinh phục Ngài, để thay đổi cuộc đời của con người đó, thay đổi phần mệnh của con người đó. Amen. Những người đó nói như họ tin rằng người chết vẫn còn trên thập tự giá. Trên những cái đó mà họ cứ khóc lóc. Tôi không được tin Chúa Giêsu còn ở trên đó nữa. Chúa Giêsu đã xuống rồi. Amen. Và Ngài đã sống trong tôi. Hallelujah. Cho nên giờ này tôi kêu gọi anh em, nếu anh em nào chúng ta thấy nhau thì hãy nói Chúa là đúng rồi Chúa ơi, con đã đánh mất cơ hội. Thì hôm nay xin Chúa cho con một cơ hội nữa. Con hứa với Chúa là con tin Ngài tận lòng. Không gì khó mà Chúa không làm được. Một điều khó nhất mà Chúa làm được đó là Chúa chết để tội cho tôi và em rồi đó, thì không điều gì khó với Ngài nữa cả. Amen. Không ai dám chết để cho ta được sống đâu. Có nhiều khi ta thương con thôi để mẹ chết cho con để con sống này. Nhưng thực sự khi đối diện sự chết không chó, người mẹ nào dám chết được. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết để tội cho tôi và thiên đàng. Chúng ta cũng biết bảo thôi, thì không còn điều gì là khó với Ngài nữa cả. Trên tôi kêu gọi thánh của Chúa trong danh của Chúa Giêsu. Không điều gì là quá muộn, không điều gì là quá trễ. Amen. Cái vấn đề là chúng ta hãy làm tôi hôm nay. Amen không ạ? Và nói Chúa rằng đúng rồi, vì cớ con đã đánh mất cơ hội, con đã không để tôn trọng Chúa, con không đầu phục Chúa, con không nghe những lời dẫn dắt của con trên cuộc đời của con, cứ trôi đi và trôi đi. Thì tôi nói lời Chúa đến, con quyết định không đánh mất cơ hội nữa, mà con nhận Ngài là Chúa, làm chủ của cuộc đời chính con. Xin các bạn đứng lên để với Chúa làm cùng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.